Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn một khái niệm toán học mới đó là tiệm cận cong. Thế tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên các bạn đã biết rồi. Vậy tiệm cận cong này ta tiệm cận khái niệm này như thế nào? Thì đầu tiên ta xét cái hàm số f bằng x bình phương cộng 1 trên x cộng 1. Thì lúc này ta lấy f, ta tìm cái giới hạn lim của f trừ x bình phương khi x dẫn đến cộng vô cùng thì nó sẽ bằng lim của 1 trên x cộng 1 khi x dẫn đến cộng vô cùng bằng 0. Đó. Tương tự như vậy ta có lim của f trừ đi x bình phương khi x dẫn đến trừ vô cùng cũng bằng 0. Đấy. Thì lúc đó người ta nói cái đường thẳng, cái đường cong x bình phương là tiệm cận cong của đồ thị C. Đấy, tiệm cận cong của đồ thị C. Đấy, các bạn nhé. Các bạn có thể về đồ thị ra thấy điều này. Chúng ta biết là như thế này, các bạn nhé. Đây, cái đường thẳng, cái đồ thị y bằng x bình phương. Đấy, đi là parabola đi qua các điểm 1, 1 rồi trừ 1, 1 đấy, đây 1 đấy, y y sơ cái đường cong này. Đó. Còn đối với cái đường này đấy thì nó sẽ biến đổi, nhưng mà thì khi x dẫn ra vô cực thì cái đường này và cái đường này xích là gần nhau các bạn nhé. Đấy. Vậy tiệm cận cong là gì? Đấy, thì đây là tiệm cận cong. Vậy khi x dẫn ra vô cực thì đây cái đường này ngày càng tiến về cái đường này đấy, còn bên này cũng thế, nó tiến sang bên này đấy. Giờ này thì khoảng đồ thị ta chưa biết, nhưng mà hai cái nhánh này thì xấp xỉ lại gần nhau đấy. Đấy các bạn nhé. Vậy thì với x rất lớn thì ta sẽ có là cái f của chúng ta xấp xỉ bởi x bình phương. Đó. Chúng ta có thể mô tả đường tiệm cận cong như thế này. Chẳng hạn đây là đường cong cố định. Thì đồ thị nó có thể thay đổi nhé. Tiệm cận cong có thể là đây. Ngay càng xích lại gần này. Đấy. Tiệm cận cong. Đấy, cái đường này cố định này. Ngay càng xích lại. Đấy, nhỏ lại dần. Các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.